vị phụ huynh và các bé. Tôi tên là Nguyễn Thị Hoa. Trong video này, tôi xin gửi tới các bậc phụ huynh và các bé nội dung hoạt động, kể chuyện và đóng kịch Cáo, Thỏ và Gà Trống thuộc chủ đề Thế giới động vật mà các con đã được học tại trường. Hoạt động này sử dụng bộ thẻ L41 đóng kịch nằm trong bộ công cụ hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc, viết và toán do Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phát triển. Mục đích của hoạt động này giúp trẻ nhớ chuyện, nhớ lời thoại, trình tự, diễn biến hành động của các nhân vật trong chuyện. Qua đó, trẻ có thể đóng vai, thể hiện lời thoại của các nhân vật trong chuyện. Thông qua hoạt động, rèn trẻ kỹ năng quan sát, lắng nghe và trò chuyện, kỹ năng thể hiện cảm xúc, giọng điệu phù hợp với tính cách của nhân vật trong câu chuyện. Nào, xin mời các bậc phụ huynh hãy xem và thực hiện hoạt động này cùng tôi. Con ơi, dạ. Cô có một câu đố dành cho chúng mình đấy. Chúng mình hãy lắng nghe và đoán xem đây là lời của nhân vật nào và ở trong câu chuyện gì nhé. Vâng ạ. Cúc cu cu cu, ta vác hái trên vai đi tìm cáo gian ác. Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay. Cô mời Tùng Lâm nào. Con chưa con lời huyền thoại của nhân vật Gà Trống ở trong câu chuyện Cáo Thỏ và Gà Trống ạ. Rất giỏi. Nào, cô mời Minh Quân nào. Con thưa cô, lời thoại nhân vật Gà Trống ở trong câu chuyện Cáo Thỏ và Gà Trống ạ. Rất giỏi. Vỗ tay khen các con nào. Trong câu chuyện Cáo Thỏ và Gà Trống có những nhân vật gì nhỉ? Con nào, cô mời Tuệ Mẫn nào. Con thưa cô, ở trong nhân vật có bác gấu và bạn thỏ và con sói và một bạn gà trống và một bạn chó. Rồi, cô cảm ơn con Minh Quân. Giúp bạn nào. Con thương cô, trong câu chuyện có bạn gà trống, bạn thỏ, bạn cáo, bác gấu và bạn chó ạ. Một câu trả lời rất là chính xác. Và bây giờ cô sẽ kể cho chúng mình nghe câu chuyện Cáo, Thỏ và Gà Trống nhé. Vâng ạ. Câu chuyện Cáo, Thỏ và Gà Trống xin được bắt đầu. Trong một khu rừng nọ, có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà cáo bằng băng. Đúng rồi, cáo có một ngôi nhà bằng băng. Còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Chính xác. Thế theo các con, khi mùa xuân đến thì điều gì sẽ xảy ra? Cáo tan ra thành nước. Chúng mình thử xem nhà cáo có tan ra thành nước không? Có. À đúng rồi, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà thỏ sưởi nhờ. Rồi đuổi luôn thỏ ra khỏi nhà. Khi mà bị đuổi như vậy thì thỏ làm sao đây? Buồn. À, thỏ buồn lắm. Nó vừa đi vừa khóc. Hu hu hu. Rồi thỏ gặp ai nhỉ các con nhỉ? Bạn chó. À, bạn chó hỏi thỏ. Gốc, gốc, gốc. Tại sao bạn thỏ khóc đấy? Sao mà tớ không khóc? Làm sao mà tôi không khóc được cơ chứ? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ. Còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà cô sửa nhờ. Rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Rồi chó an ủi thỏ. Cả hai cùng đi về nhà thỏ. Nhưng về đến nơi, bị cáo dọa sợ chạy mất. Thế rồi theo chúng mình thì thỏ đã gặp ai nhỉ? Bác gấu. À, bác gấu có giúp thỏ lấy lại được ngôi nhà không? Không. À, bác gấu cũng không giúp thỏ lấy lại được ngôi nhà đâu. Mà bác gấu và thỏ đi về nhà thỏ và cũng bị cáo dọa chạy mất đấy. Và cuối cùng thì ai đã là người giúp thỏ lấy lại được ngôi nhà? Thưa cô. À, cô mời Tùng Lâm nào. Con thưa cô ạ. Gà trống ạ. À, bạn gà trống ạ. Bạn gà trống vác cái gì đấy nhở? Vác cái lưỡi hái. À, vác lưỡi hái trên vai. Vừa đi vừa hát như thế nào ấy? Cú cu cu cu. Ta vác hái trên
Đi tìm cáo cho bác. Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay, ra ngay. Nghe thấy tiếng hát như vậy thì cáo làm sao nhỉ? Sợ. À, cáo sợ quá. Bạn ấy nói như nào ấy? Ôi, trời tôi mặc cả bông ra. À, nhưng gà trống nói làm sao? Không có trò gì hết. Cô, ta bắt khả lên đây. Đi tìm cáo thôi nhá. Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay, ra ngay. Ôi, và lần này cáo sợ quá, chạy thẳng vào rừng mất rồi. Và thỏ đã lấy lại được ngôi nhà của mình. Từ đó trở đi, thỏ và gà trống đã trở thành một đôi bạn thân thiết đấy. Câu chuyện cáo, thỏ và gà trống đến đây là hết rồi. Các con ơi! Yeah. Và bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng đóng kịch chuyện cáo, thỏ và gà trống nhé. Vâng ạ. Trong một khu rừng nọ có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, còn thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Ôi, nhà của tôi đã tan ra thành nước mất rồi. Cáo xón xén sang nhà thỏ sưởi nhờ. Cốc. Thợ cút ngay. Một con chó đi qua, nhìn thấy thỏ con khóc nhè, liền hỏi: Gốc, 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 thỏ con ơi, làm sao mà bạn khóc đấy? Làm sao mà tớ không khóc được? Tớ có một ngôi nhà bằng gỗ, con cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tớ sửa nhận, rồi đuổi luôn tớ ra khỏi nhà. Thôi, bạn đừng khóc nữa nhá. Chúng mình cùng đi về nhà bạn để lấy nhà nào. Đi, chúng mình cùng đi. La 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 la. Gốc, gốc, gốc. Cáo cút ngay đi. Ta mà đi ra thì chúng mày tan ra. Ôi, thỏ ơi, tớ sợ lắm, tớ chạy đây. Một bác gấu đi qua, nhìn thấy thỏ khóc nhè, liền an ủi thỏ: Thỏ ơi, làm sao mà cháu khóc đấy? Làm sao mà cháu không khóc được? Cháu có một ngôi nhà bằng gỗ, con cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà cháu sửa nhờ, rồi đuổi luôn cháu ra khỏi nhà. Còn cáo này hư thật, bác sẽ lấy lại nhà giúp cháu nhé. Nào, bác cháu cùng về. Cáo, cút ngay. Tao mà nhảy ra thì chúng mày tan ra. Ôi, bác cũng sợ lắm, bác đi đây. Một con gà trống vác lưỡi hái dài, vừa đi vừa hát thật to: Cú cú cú, ta bác hái trên vai. Đi tìm cáo ra nát. Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay, ra ngay. Thỏ ơi, làm sao bạn khóc thế? Làm sao mà tớ không khóc được? Tớ có một ngôi nhà bằng gỗ, con cáo có một ngôi nhà bằng măng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tớ sửa nhờ, rồi luôn tớ ra khỏi nhà. Không, làm sao mà bạn lấy được? Bác gấu cũng không lấy được, bạn cháu cũng không lấy được, thì làm sao mà bạn lấy được? Thế mà tớ đuổi được đấy. Nào, chúng mình cùng về. Cô, ta khá trên vai. Đi nhìn cáo ra nó. Cáo ở đâu ra ngay, ra ngay, ra ngay. Ôi, cho tớ mặc cái quả áo bông đã. Không có cho hết. Cúc cu cu cu. Ta khá trên vai.
Và thế là thỏ đã lấy lại được ngôi nhà của mình. Từ đó trở đi, thỏ và gà trống đã trở thành một đôi bạn thân thiết. Câu chuyện Cáo, Thỏ và Gà Trống đến đây là kết thúc. Các bậc phụ huynh thân mến, trên đây là nội dung hoạt động kể chuyện và đóng kịch Cáo, Thỏ và Gà Trống thuộc chủ đề Thế giới động vật. Đây là một câu chuyện hay, có tình tiết ly kỳ, hấp dẫn. Rất mong các bậc phụ huynh hãy dành thời gian để thực hiện hoạt động này cùng con tại gia đình vào những ngày nghỉ hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Cuối cùng, xin chúc các bậc phụ huynh thật nhiều sức khỏe và có nhiều giờ hoạt động thú vị bên các con. Chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi. Xin chào và hẹn gặp lại!